Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, khi mà dư luận còn chưa hết bàng hoàng về tên tội phạm Triệu Quân sự với lần trốn trại thứ ba thì ở một thành phố khác, cơ quan công an cũng đã phát đi thông báo về một sự việc có cùng tính chất. Lợi dụng trời mưa, tường ẩm, nhóm năm đối tượng đã đục tường nhà giam giữ của công an thị xã Mỹ Hào Hưng Yên và bỏ trốn ngày 10 tháng 6, công an tỉnh Hưng Yên thông tin vào khoảng 1 giờ sáng ngày 9 tháng 6 tại nhà tạm giữ của công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ việc năm đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, gồm Vũ Văn Dũng sinh năm 1995 quê Mỹ Hào, Hương Yên; Đinh Khánh Đạt sinh năm 1996 ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Vũ Thành Nghị sinh năm 1990 ở Ninh Giang, Hải Dương. Đào Đình Kiên, sinh năm 2001 ở Mỹ Hào Hưng Yên. Nguyễn Văn Long, sinh năm 1991 Yên Mỹ Hưng Yên. Theo lực lượng chức năng, nhóm năm đối tượng lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày làm tường nhà giam bị ẩm, các đối tượng đã đục chỗ tường ẩm và bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ công an thị xã Mỹ Hào Hương Yên. Sau khi bỏ trốn, các đối tượng đã về nhà rạc tại thành phố Hải Dương lấy xe ô tô mang biển kiểm soát 43A 46872 màu trắng để chạy trốn. Cả nhóm năm đối tượng lên xe ô tô chạy theo hướng Hải Phòng-Thái Bình. Đến 4 giờ sáng cùng ngày, phát hiện xe của nhóm này chạy qua cầu Tân Đệ hướng Thái Bình đi Nam Định. Hiện chưa rõ thông tin năm đối tượng trên đã lẫn trốn tại đâu. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy nã đối với năm đối tượng trên thưa quý vị trước sự việc trên cơ quan công an đề nghị người dân trên địa bàn cần nêu cao tinh thần tố giác tội phạm bất kỳ công dân nào nếu phát hiện các đối tượng truy nã trên đều có quyền bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất bên cạnh đó trước những nguy hiểm có thể xảy ra khi đối mặt với tù nhân trốn trại người dân tại những khu vực phát hiện hướng đi di chuyển của nhóm đối tượng này cũng cần phải đặc biệt cảnh giác chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin khi có những thông tin mới nhất còn bây giờ xin kính chào tạm biệt